học đã chứng minh, việc đọc sách và chơi cùng con không chỉ giúp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng thân thiết và gần gũi hơn, mà còn giúp cho con phát triển trí tuệ và khả năng quan sát. Tuy nhiên, con trẻ vốn hiếu động và luôn muốn khám phá thế giới, thì sẽ có những ngày chơi cùng trẻ thực sự là khó khăn để giúp trẻ vừa hứng thú và có thể tự rút ra bài học cho mình. Khi bạn đang bị động trong việc chơi cùng con, thì bộ sách 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời gồm 5 cuốn sách sẽ giúp các ông bố, bà mẹ hoàn toàn chủ động vừa học vừa chơi cùng con qua những thí nghiệm đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Hãy cùng Hạt Giống Tâm Hồn xem có gì đặc biệt trong bộ sách thú vị này. Ngày bé, bản thân các ông bố, bà mẹ cũng từng rất thích khám phá những bí ẩn trong vũ trụ, là những câu hỏi thường trực, nhưng câu trả lời dường như chưa bao giờ làm ta thỏa mãn. Thì những thí nghiệm trong cuốn 1 là sự giải đáp những bí mật trong vũ trụ về thiên thạch, về trọng lực, trái đất. Hãy cùng trẻ khám phá xem thiên thạch có thật hay không nhé! Còn bạn có yêu âm nhạc không? Bạn nghĩ gì về một buổi hòa nhạc bằng dây mà cả gia đình cùng tham gia? Đây là một trong những thí nghiệm thú vị sẽ có mặt trong cuốn 2 của bộ sách đặc biệt này. Có bao giờ con bạn thắc mắc về các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là phổi đã hoạt động như thế nào, và bạn cũng không biết giải thích sao cho bé dễ hiểu? Hãy tham khảo một thí nghiệm nhỏ chỉ với bong bóng, chai nhựa và một cái phễu để giải đáp thắc mắc cho bé yêu của mình nhé! Mây được hình thành như thế nào? Nếu đột ngột trẻ hỏi, thì bạn đã có ngay câu trả lời cho trẻ chưa? Nếu chưa, thí nghiệm đám mây 30 giây trong cuốn 4 của bộ sách sẽ mang đến lời đáp cho gia đình bạn một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Đến với tập 5 của bộ sách, thì những thí nghiệm sẽ khó hơn một chút, như cách tạo ra sương mù, tìm hiểu về chất dẫn điện hay cách làm bong bóng phát sáng, và cả cách làm bánh quy để tìm hiểu về quy luật vì sao bánh quy lại bị mất độ giòn khi để ngoài không khí. Mỗi cuốn sách là những thí nghiệm khoa học đơn giản, giúp con tự tin khám phá những sự vật, hiện tượng xung quanh với vật liệu vô cùng dễ kiếm, mà chúng tôi tin chắc rằng việc trải nghiệm những thí nghiệm trên sẽ giúp trẻ ngày càng thông minh hơn mà thôi. Bên cạnh đó, phần giải thích thêm sau mỗi thí nghiệm sẽ giúp cho trẻ tự tích lũy thêm kiến thức cho mình một cách hiệu quả hơn.